Trong cuộc sống đôi khi chúng ta nếm phải một vài kinh nghiệm có nhiều vị khác nhau. Cũng có lúc cái chén được trao tay cho chúng ta không phải là một trong những chén ngọt ngào, mà là chén đắng. Chúa của chúng ta đã phải uống chén đắng đó. Vậy chúng ta có biết điều gì đã khiến cho chén đắng ấy được uống và trở nên ngọt ngào không? Chính điều ấy đang dầm thắm Chúa ở trong đó. Khi chúng ta nếm trải Chúa trong các kinh nghiệm của cuộc sống thì các kinh nghiệm ấy trở nên ngọt ngào ở trong Ngài. Trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta, chắc hẳn mọi người đều có những trải nghiệm với Chúa. Chúng ta đều có những khoảnh khắc không bao giờ quên. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy tội lỗi, những cám dỗ, lo phiền, đầy những thú vui tiêu khiển. Nhiều con cái Chúa rơi vào bẫy của kẻ ác. Với bản thân tôi, có những khi tôi lo lắng, tôi sợ hãi, tôi xuống tinh thần và bị cuốn vào những cái điều nhỏ nhặt. Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho những điều mà tự đặt ra trong những lúc tâm trạng của tôi bị hoảng loạn. Tôi bị chi phối và tôi đã quên rằng mọi thứ Chúa đều nhìn thấy. Chúa biết hết tất cả mọi việc và Chúa quan tâm đến tôi. Hôm nay Chúa cho chúng ta bài học để hiểu rõ về sự yêu thương của Chúa như thế nào đối với các con cái của Ngài. Ở trong Thi Thiên chương 34 câu 1 chép: "Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự ngợi khen Ngài hằng ở miệng tôi." Chúng ta cần ngợi khen Chúa luôn luôn vì sự ngợi khen ấy rất quan trọng. Hãy chú ý đến kết quả đem lại khi chúng ta thực lòng ngợi khen Chúa. Sự ngợi khen sẽ thánh hóa đời sống của chúng ta luôn luôn. Nó thánh hóa chúng ta ngay cả khi chúng ta đang ở bất cứ hoàn cảnh nào. Như ở trong Công vụ chương 16 câu 25, Phao-lô và Si-la ngợi khen Chúa trong tù, trong lúc thân thể họ đang bị thương tích. Sự ngợi khen tụ họp dân sự Đức Chúa Trời. Tất cả dân sự Chúa có thể cùng nhau ngợi khen Chúa. Chúng ta không phải lúc nào cũng đồng công về một bài giảng. Chúng ta có công nhận điều đó không ạ? Nhưng có thể đồng công với những bài thánh ca. Khi chúng ta ngợi khen Chúa, Ngài ban thưởng cho chúng ta bằng sự hiện diện của Ngài. Và trong sự hiện diện của Ngài là quyền năng, chính quyền năng của Chúa mang đến nguồn cung cấp. Chúng ta dâng lời ngợi khen thì Đức Chúa Trời cung cấp nhu cầu cho chúng ta. Và đó chính là lý do tại sao mà ở trên thiên đàng lại luôn có nhiều sự tôn vinh và ngợi khen như vậy. Chúng ta chỉ có thể biết Chúa vì Chúa muốn cho chúng ta biết Ngài. Chúa ân cần bày tỏ bản tính của Ngài để chúng ta có thể bước vào mối quan hệ cá nhân với Chúa. Trong những buổi cầu nguyện, chúng ta thường hay nghe được câu cầu nguyện rằng: "Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu con, gìn giữ con và Ngài đã đáp lời con." Và trong Kinh Thánh cũng có viết những điều này. Ở trong Thi Thiên chương 34 câu 6 chép: "Kẻ khốn cùng này kêu cầu và Đức Giê-hô-va nhậm lời, Ngài giải cứu người khỏi mọi nỗi gian truân." Chúng ta biết rằng chúng ta không tài nào tránh được sự gian truân. Có lúc khi chúng ta đặt lòng tin cậy Chúa và cầu xin Ngài giúp chúng ta tránh được gian truân. Nhưng ở đây David nói: "Ngài giải cứu tôi khỏi các điều gian truân." Đó là một điều khẳng định. Ở trong Thi Thiên 34 câu 7 thì chép rằng: "Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài và giải cứu họ." Ở đây David đang nói đến sự đóng trại của thiên sứ chung quanh chúng ta để bảo vệ chúng ta, vì Chúa là đấng luôn giải cứu và gìn giữ chúng ta. Đó là một điều vô cùng phước hạnh của chúng ta về sự gìn giữ đầy quyền năng của Ngài. Ngài có thể cứu chúng ta và gìn giữ chúng ta vì cớ việc Ngài đã làm trên thập tự giá và nhiệm vụ tế lễ hiện tại của Ngài trên thiên đàng.
Chúng ta còn được biết đến lời mời gọi nổi tiếng của David trong Thi Thiên 34 câu 8 rằng: "Hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va là tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài." Hiện nay trong chúng ta ai đang đối diện với nan đề gì? Có lẽ nhiều người đang phải vật lộn với những khó khăn vật chất và tài chính, với ốm đau, bệnh tật, với công việc làm, vân vân. Cho dù chúng ta gặp phải bất cứ nan đề nào, những cái nan giải nào, thì Chúa vẫn luôn hứa giúp đỡ chúng ta vượt qua những cái điều đó. Chúng ta có tin Chúa Giê-xu cứu chúng ta và gìn giữ chúng ta hay không? Có bao giờ chúng ta nếm trải Chúa và nhận thấy rằng Ngài luôn đáp lời của mình hay không? Giống như chúng ta, các môn đồ của Chúa Giê-xu dễ quên, Chúa Giê-xu yêu thương nhắc nhở các môn đồ của Ngài về lẽ thật. Ở trong Luca chương 12, các môn đệ của Chúa có lẽ không nhận biết họ đang gặp nhiều điều nguy hiểm. Trước hết, hàng ngàn người vây quanh họ là những người chỉ muốn xem Chúa Giê-xu làm phép lạ hoặc đáp ứng nhu cầu riêng của họ. Thật ra họ chẳng hề muốn nghe lẽ thật thuộc linh. Trong khi đó, các thầy thông giáo và những người Pharisee lập mưu chống nghịch cùng Chúa. Cái bẫy của sự ái mộ và sự sợ hãi loài người đã đem đến những cái thất bại không ít đến cho các tôi tớ của Chúa. Và ở đây có 5 lời cảnh báo của Chúa Giê-xu. Ngày nay dân Chúa phải lưu tâm đến để có những 4 lời cảnh báo nếu muốn trở thành môn đệ trung tín của Ngài. Và còn thế giới hư mất, phải chú ý đến lời cảnh báo thứ 5. Điều thứ nhất, hãy coi chừng sự giả hình. Điều thứ hai, hãy coi chừng sự tham lam. Điều thứ ba, hãy coi chừng sự lo lắng. Điều thứ tư, hãy coi chừng sự lơ là. Và điều thứ năm, đó là hãy coi chừng tối tăm thuộc linh. Chúa Giê-xu cân bằng họ: đừng lo lắng. Tại sao vậy? Bởi vì cuộc sống còn nhiều thứ hơn những gì chúng ta có thể thấy. Nó còn nhiều hơn là thức ăn, là quần áo và tất cả những thứ bên ngoài khác có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý của chúng ta. Và thực tế, không quan trọng chúng ta dành bao nhiêu thời gian, năng lượng hay là công sức để lo lắng. Chúng ta có thể lo lắng trong nhiều giờ, trong nhiều ngày, nhiều tháng hoặc thậm chí là nhiều năm. Nhưng cuối cùng chúng ta không thể thêm một giờ nào vào cuộc sống của mình bằng cách lo lắng. Trên thực tế, chúng ta nhiều lần nhìn thấy những bông hoa dại ven đường, mỗi một loài hoa làm mỗi một vẻ khác nhau, đúng không ạ? Những cánh hoa mang dáng vẻ yêu kiều khác nhau, mặc dù có thể chúng không có tên, chỉ là những loài hoa dại thôi, nhưng mà màu sắc thật là rực rỡ và duyên dáng. Tôi lại nhớ đến ngày tôi còn nhỏ, tôi đi bộ đến trường. Tôi rất là yêu cái loài hoa có tên gọi là hoa mắc cỡ. Cánh hoa mỏng manh và có một cái màu tím nhẹ nhẹ. Và khi mà tôi bắt gặp nó, tôi chạm nhẹ vào nó, lập tức các cánh hoa và lá của nó khép lại. Cảm ơn Chúa vì cái sự sáng tạo của Ngài. Ngài yêu mọi vật mà Ngài tạo nên. Nếu Chúa có thể mặc quần áo cho những bông hoa chỉ tồn tại tạm thời, thì chắc chắn Ngài sẽ cung cấp cho nhu cầu của con cái Ngài. Chúa yêu con cái Ngài và Ngài biết, Ngài quan tâm và Ngài chăm sóc cho mỗi nhu cầu của chúng ta. Mọi người ở khắp mọi nơi đều lo lắng về thu nhập, rồi mình sẽ ăn gì, mình sẽ ở đâu, làm thế nào để chăm sóc gia đình của mình, làm thế nào để kiếm thật nhiều tiền để có một cuộc sống sung sướng. Chúa Giê-xu đã nói, nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Chúa. Vương quốc của Chúa mở rộng vượt xa tất cả những điều này. Thay vì tập trung vào nhu cầu bên ngoài của chúng ta, Chúa Giê-xu đã kêu gọi các môn đồ của Ngài tập trung vào các nhu cầu bên trong và sự vĩnh cửu. Khi chúng ta tập trung vào các ưu tiên của Chúa, thì Chúa hứa sẽ chăm sóc các nhu cầu của chúng ta.
Và khi chúng ta tập trung vào vương quốc của Chúa, chúng ta bắt đầu nhận ra rằng những lo lắng hàng ngày của cuộc sống thực sự không quan trọng như chúng ta nghĩ. Ý nghĩa được tìm thấy trong Chúa và vương quốc của Ngài. Và trong vương quốc của Ngài, Ngài hào phóng và vui vẻ ban cho chúng ta vượt quá sự suy tưởng của chúng ta. Chúa Giêsu yêu thương với chân lý lẽ thật mà Ngài đã nói với các môn đồ của Ngài. Chúa nhìn thấy, Chúa biết và Chúa quan tâm. Vậy tại sao chúng ta phải lo lắng? Hãy lấy năng lượng đó và đặt nó vào các ưu tiên của Chúa. Chỉ những gì chúng ta đầu tư vào vương quốc của Chúa mới tồn tại mãi mãi. Ở trong Luca chương 12 câu 25 câu 26 chép: hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Vậy nếu các con không thể làm được một việc nhỏ như thế, tại sao các con lại lo lắng về những việc khác? Chúa đã nói những điều đó, các dân tộc trên thế gian vẫn thường tìm kiếm và Chúa biết mọi nhu cầu của chúng ta. Ngày nay, chúng ta hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho chúng ta những điều ấy nữa. Ngài còn nói một cách yêu thương rằng, hãy hỡi những cái bầy nhỏ, đừng sợ vì cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi. Chúng ta nói rằng chúng ta tin cậy Chúa, nhưng thực tế chỉ trên môi miệng của chúng ta, hoặc sự tin cậy theo đám đông nói. Chúng ta bị nan đề che lấp, chúng ta cố gắng tự mình sửa chữa và kiểm soát mọi thứ, chúng ta đánh mất niềm tin. Ai đó hỏi bạn có thực sự tin cậy Chúa không? Có thực sự nương dựa vào Chúa không? Và bạn đáp rằng tôi tin Chúa, tôi nương cậy vào Chúa. Nhưng chúng ta mỗi người tự xét với lòng mình đã thực sự tin cậy Chúa hoàn toàn hay chưa? Bạn có thực sự nương dựa vào Ngài không? Bạn có cầu xin ý Chúa để xin Ngài chỉ dẫn hay không? Chúng ta có nhận thấy rằng miệng chúng ta cầu xin Chúa nhưng chúng ta lại làm theo ý riêng mình. Và rồi tự hỏi tại sao tôi lại cảm thấy mỗi một ngày tôi lại bị kiệt sức hơn? Có ai trong chúng ta đang ở trong tâm trạng này không ạ? Đôi lúc mình còn không hiểu mình đang làm cái gì. Có khi trách Chúa sao Chúa không có cứu giúp con, sao Chúa để con khổ hoài. Con nài xin Chúa mà Chúa không nhậm lời nài xin của con, và sự ngờ vực bắt đầu xuất hiện. Nếu trong chúng ta có ai đồng cảm với những lời thú nhận này, thì có những đoạn kinh thánh cụ thể mà tôi muốn chúng ta cùng xem xét ngày hôm nay. Trong Sử Ký Nhì chương 16 là chương cuối cùng trong 3 chương kể chi tiết về câu chuyện của Asa vua Juda. Ở trong Sử Ký Nhì chương 14 và chương 15, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã ban cho Asa sự yên nghỉ ở mọi phía vì ông phụ thuộc vào Đức Chúa Trời đã ban cho Asa chiến thắng trước một đội quân hùng mạnh. Tuy nhiên trong chương 16, khi vua Asa thấy mình đang ở trong một cuộc xung đột biên giới với vua Ba-ê-sa của Israel, Ê-sa đã có một sự thay đổi đột ngột và đáng ngạc nhiên trong hành vi của mình. Thay vì kêu cầu Chúa như trước đây, Asa ngay lập tức quay sang cách riêng của mình để giải quyết tình hình, sử dụng sai các kho báu của đền thờ và đặt hy vọng vào một liên minh quân sự thiếu khôn ngoan. Kết quả cuối cùng, sự bất ổn cho Asa và dân tộc của ông vì vua có đức tin chiến thắng trong quá khứ này đã mời gọi những trận chiến vào tương lai vì ông từ chối tin cậy Chúa trong hiện tại. Các việc làm của Asa từ đầu đến cuối đều được chép trong sách các vua Juda và Israel. Năm thứ 19 đời trị vì của Asa, vua bị đau chân rất là nặng. Tuy nhiên trong cơn bệnh, vua không tìm kiếm Đức Giê-hô-va mà tìm kiếm các thầy thuốc. Asa an giấc cùng các tổ phụ của mình. Và vua qua đời sau 41 năm trị vì. Người ta an táng vua trong mồ mả mà chính vua đã đục
cho mình trong thành David. Họ đặt thi hài vua trên giường đầy hương liệu, pha chế theo đúng kỹ thuật hòa hương. Họ cùng đốt một ngọn lửa thật to để khóc than vua. Ở đây tôi nhận thấy câu chuyện của Asa để cảnh tỉnh chúng ta, đó là điều rất là quan trọng. Giống như Asa, những tuyên bố đức tin trong quá khứ của chúng ta không bảo đảm rằng chúng ta sẽ tin cậy vào Chúa trong tương lai. Đức tin là sự lựa chọn hiện tại đang diễn ra đối với mọi tín đồ. Đó là lý do tại sao Chúa muốn nhắc chúng ta xem xét hai lẽ thật từ Sử Ký Nhì của chương 16 sẽ giúp chúng ta tiếp tục lựa chọn tin cậy Chúa không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động. Chúng ta sẽ nói về lẽ thật thứ nhất: Chúa không mù quáng trước hoàn cảnh hoặc sự lựa chọn tin cậy Ngài của chúng ta. Khi cuộc sống trở nên khó khăn, đôi khi chúng ta tự hỏi liệu Chúa có làm ngơ trước mọi điều chúng ta đang phải đối mặt hay không. Nhưng có một lời nhắc nhở ẩn chứa trong lời mà nhà tiên kiến Hanani nói với Asa ở trong Sử Ký Nhì chương 16 câu 9a rằng: vì mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để cứu giúp sức, để giúp sức cho người nào chọn lòng đối với Ngài. Chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời nhìn thấy. Ngài là một Đức Chúa Trời tiên tri, luôn hiện diện, luôn nhận biết mọi chi tiết trong cuộc sống của chúng ta. Và Đức Chúa Trời không chỉ nhận biết mà Ngài còn tìm cách củng cố những ai sẵn sàng đặt trọn niềm tin vào Ngài. Ở lẽ thật thứ nhì, Đức Chúa Trời đã thành tín trước đây và Ngài sẽ tiếp tục thành tín. Khi đọc Sử Ký Nhì chương 16, tôi tự hỏi tương lai của Asa sẽ khác biệt thế nào nếu ông dừng lại để nhớ lại lòng thành tín của Chúa đối với ông ở trong quá khứ. Sợ hãi khiến chúng ta dễ quên. Đây là lý do tại sao chúng ta phải nhìn lại bàn tay năng quyền và thành tín của Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Sự thành tín của Chúa trước đây đảm bảo với chúng ta rằng Ngài sẽ luôn luôn thành tín. Ở trong Hebrew chương 10 câu 35 câu 36 chép: vậy chớ bỏ lòng tin quyết của mình vì nó sẽ đem lại phần thưởng lớn. Anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì nhận được điều đã hứa cho mình. Chúng ta thấy lẽ thật này không chỉ khi chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, mà còn khi chúng ta đọc câu chuyện về sự thành tín của Chúa được đan xen trong toàn bộ Kinh Thánh. Thưa các con cái Chúa, chúng ta hãy nhìn lại những hành động điên cuồng và kiểm soát của chúng ta có phù hợp với những tuyên bố đầy đức tin của chúng ta hay không. Chúng ta đừng chỉ tuyên bố rằng chúng ta có đức tin, mà hãy nói lớn tiếng rằng chúng ta tin rằng Chúa là tốt lành, là thành tín và đáng tin cậy và xác quyết với niềm tin đó. Chúng ta hãy ngừng chạy theo để giải quyết mọi việc theo cách riêng của mình để có thể dừng lại và hướng mắt về Chúa. Ê-sai chương 26 câu 3 câu 4 chép: người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn. Vì người tin cậy Ngài hãy tin cậy Đức Giê-hô-va đến đời đời. Vì Đức Giê-hô-va chính là Đức Giê-hô-va, là vầng đá của mọi thời đại. Chúa đã nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên gối bạn. Chúa nhìn thấy bạn đang ngồi một mình khóc ở trong phòng bếp. Chúa đã nhìn thấy bạn nhìn vào tủ quần áo trước kia đầy ắp, trong giây phút nó trở nên trống rỗng. Chúa đã thấy nỗi buồn cô đơn mà bạn đang cố gắng che giấu. Chúa đã nhìn thấy bạn vật lộn để kiếm sống. Chúa đã thấy bạn đang làm việc chăm chỉ nhưng lại chẳng ích gì. Chúa nhìn thấy bạn sẵn sàng bỏ cuộc, từ bỏ ước mơ của mình. Chúa đã thấy đôi vai bạn trùng xuống vì tuyệt vọng. Chúa đã lắng nghe những lời cầu xin thầm lặng của bạn. Ngài lắng nghe bạn hát vào giữa đêm khi bạn quá mệt mỏi. Ngài lắng nghe bạn tự hỏi liệu bạn có đánh mất chính mình không?
Ngài nhìn thấy những cuộc cãi vã giữa các anh chị em của bạn, chồng vợ của bạn. Chúa đã thấy bạn cầu xin Ngài nghe lời cầu xin tuyệt vọng của bạn để chữa lành về một sự đổi mới. Ngài nghe bạn một lần nữa về nỗi đau mất mát. Chúa biết những tổn thương và sự tan vỡ của bạn. Ngài biết mọi suy nghĩ và mọi nghi ngờ của bạn. Ngài biết bạn muốn tin tưởng mặc dù đôi khi bạn đấu tranh với sự hoài nghi. Ngài biết bạn muốn Ngài trả lời những câu hỏi tại sao và Chúa ơi, Ngài ở đâu? Chúa biết sức nặng của thế giới này sẽ kéo bạn xuống. Ngài biết bóng tối sẽ nhấn chìm bạn. Ngài biết sự mất mát, biết nỗi buồn về sự tuyệt vọng mà bạn đang cảm nhận thấy trong đời sống của bạn. Thưa các con cái Chúa, Cha của chúng ta nhìn thấy toàn bộ bức tranh. Ngài nhìn thấy con đường trước khi đến với cõi vĩnh hằng. Chúa đã nhìn thấy tiềm năng của bạn. Ngài nhìn thấy mọi thứ sẽ như thế nào, cách Ngài làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp. Chúa cũng nghe mọi lời cầu nguyện của bạn và Ngài đáp lại bằng giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm với bạn: Hãy đến và trao mọi lo lắng của con cho ta, vì ta chăm sóc con. Chúa cũng biết số tóc trên đầu của con cái Ngài. Ngài biết những suy nghĩ sâu kín nhất của chúng ta. Ngài biết rõ mọi nẻo đường của chúng ta. Ngài biết những giấc mơ, những khát khao của chúng ta. Ngài biết nhịp đập của trái tim chúng ta. Vì vậy, nếu hôm nay chúng ta cảm thấy mình không được nhìn thấy, không được lắng nghe hoặc không được biết đến, hãy vui lên vì Chúa nhìn thấy, Chúa nghe thấy và Chúa biết và Chúa quan tâm. Và Chúa cũng yêu bạn, yêu tôi vô điều kiện, không có gì có thể chia cắt chúng ta khỏi tình yêu của Chúa. Xin hãy cùng cầu nguyện với tôi trong bài học này. Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con thú nhận rằng đôi khi chúng con lãng quên lòng thành tín của Ngài trong quá khứ, đặc biệt là khi con bị gánh nặng mệt mỏi bởi nan đề nghịch cảnh, bởi những điều không thể thoát trước, đoán trước ngày hôm nay. Xin hãy tiếp tục nhắc nhở con rằng Ngài không chỉ nhìn thấy con mà Ngài còn yêu thương con. Con không biết chính xác vào ngày mai sẽ như thế nào, nhưng con biết sẽ trông cậy nơi Ngài. Công việc của tay Ngài là thành tín và công chính. Các kỳ cương của Ngài đều đáng tin tưởng. Xin Chúa làm vầng đá để con nương náu, là nơi để con được vào đó luôn luôn. Xin Chúa ra lệnh cứu con, vì Chúa là vầng đá, là đồn lũy của cuộc đời con. Ngài là tình yêu thương không bao giờ phai nhạt, và bàn tay của Ngài là nơi an toàn nhất để con phó hy vọng. Nhân danh Chúa Giêsu Christ con cầu nguyện. Amen.